Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám xét trụ sở công ty F88 ở Gò Vấp. Sáng ngày 6 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp ập vào trụ sở của công ty cổ phần kinh doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Một nguồn tin xác nhận việc khám xét để điều tra các hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Theo ghi nhận toàn bộ khu vực ra vào tòa nhà bị phong tỏa, Việc quay phim, chụp hình bị hạn chế. Nhiều cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động được bố trí tại các ngã tư Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng để phân luồng điều tiết giao thông. Các ô tô bị hạn chế ra vào đoạn đường này. Theo tìm hiểu, trụ sở F88 được đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà, quy mô mỗi tầng diện tích chừng 600 m2, sức chứa hàng trăm nhân viên. F88 được cho là thuê 2 tầng ở tòa nhà này để hoạt động hồi đầu năm 2022. F88 nổi tiếng trong lĩnh vực cho vay trong thời gian gần đây. Thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công an đã khởi tố hai vụ án, khởi tố 26 bị can là các nhân viên của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Miri Access, và chi nhánh công ty luật Thành phố Hồ Chí Minh Power Law về tội vu khống. Phương thức của các nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin, quấy rối.